bướm nhưng mà BTC à, BTC đọc lại, nhưng mà phải từ cái chuyện cũng phải là phải anh ngày đi làm tối về làm chút ngày tập trung thôi, còn khoảng một tháng hơn tháng trung thu á cũng mới làm gì khác. Anh còn cái chỗ nào làm á? Đây là ba cái cá, ba cái thỏ. Đấy, dòng khung, khung 160 khung à. Không có vẻ không dán gì hết trơn á. Kêu yeah, lấy cho đẹp. Chợ hôm qua đó, chợ qua chợ hôm qua là chợ cái khung mà chợ cái đám hôm qua về cho con. À thế thì chưa có hoàn thành. Bây giờ là bông sen này được không? Bông sen rất là đẹp. Em vô được không? Vô. Bây giờ chơi đẹp luôn nè. Chợ về chứ gì? Bị chợ đi chứ gì? Thôi mình đưa tao ra bằng giá hôm qua thôi. Đó là chơi đẹp. 80. Cùng chung nha chú Lợn. Và bắt đầu trong thời điểm này anh mua một cái của anh, nhưng mà để xíu anh quay lại anh mua, anh đi quay bên kia trước thôi. Em không rõ nữa, họ bạn kia anh đi bộ lại kia trước đi, phải về đây đúng không? Nhớ nha, thu tiền xe bên đó bao nhiêu tiền? Thu bao nhiêu? Có 160 khuôn rồi hôm nay không có. Bây giờ đi xe không qua mày nói sao đấy? Bây giờ nghiệp nói như vậy như vậy. Giờ đi xe có. Ngày hôm qua bến mấy 50 ngàn rồi. Còn 50 ngàn mình. Gần đây có chỗ nào không? Khoảng có 100 mét.
rồi. Hết rồi. Cái nó ủng nó chờ giúp 50 ngàn còn như vậy. Vậy là hôm nay con cầm chuyến về, còn nó phải cầm chuyến đi.